phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Tất cả tuổi thọ ánh sáng chúng đệ tử của ta đều không có giới hạn. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy chu vi vùng đất của Như Lai ứng chánh đẳng giác không giới hạn. Thấy vậy, đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, ta phải làm thế nào được ở vùng đất với chu vi không giới hạn, an ổn, phong phú và thái bình. Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Hàng hà sa số thế giới khắp mười phương hợp lại thành một cõi, an ổn an vui, ta ở trong cõi đó thuyết pháp giáo hóa vô lượng vô số vô biên hữu tình. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, có đại Bồ Tát tu đủ sáu pháp ba la mật đa, thấy vô số cõi hữu tình và thời gian sanh tử trước sau lâu xa. Thấy vậy, đại Bồ Tát ấy suy nghĩ, thời gian sanh tử và cõi hữu tình đều như hư không, mặc dù không có người thật sự luân hồi sanh tử và giải thoát, nhưng do các hữu tình hư vọng chấp trước nên luôn luân hồi sanh tử, chịu khổ vô cùng tận. Ta làm sao để cứu giúp họ? Sau khi suy nghĩ, lại nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm, phải tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí, thuyết pháp vi diệu cho các hữu tình được giải thoát đại khổ sanh tử, cũng giúp cho họ chứng tri về sanh tử, giải thoát đều vô sở hữu, hoàn toàn là không. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát ấy nhờ sáu pháp ba la mật đa này mà mau được viên mãn và sắp chứng đắc trí nhất thiết trí.